Bàn phím ở đâu? Bàn phím ở đây. Đáp án đúng, quả đu đủ ở đâu? Rất đúng, quờ ở đâu? Quờ đúng không? Ồ, sai, quờ ở đâu? Quờ. Vẫn sai, cố gắng hơn, quờ ở đâu? Ồ, ba chưa ba chỉ. Đáp án đúng, dấu huyệt ở đâu? Dấu huyệt à? Ủa biết hả? Rất đúng. Bàn phím ở đâu? Ta học đâu rồi mà. Biết đây. Rồi, thôi qua, qua trang giùm mẹ đi. Thử coi. Đâu? Số biết số chưa? Biết cộng số rồi chưa? Cái nè. Cái nào hay? À. Thì khó quá. Không có cái. Cái cách nào? Khó quá hả? Khó mới học chứ. Cái này. Thôi lột cái này. La 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 la. Ồ, sai. Phờ ở đâu? Đi chơi dưỡng tre. Where is the X-ray? X-ray là gì? Cái dù. Phải, X-ray. X-ray là chữ gì? Yes. Phải không? Chữ is. Is là chữ hả? Yeah. Biết rồi hả? Good. Where is the train? Train. Tree. Tree hả? Tree là cái cây á. Cây đâu? Right. How smart you are. Where is the water? Water. Vi nghe không được. Vi nghe cái từ đó. Water là nước. Rồi lâu làm toán cho mẹ coi coi. Chỗ tài coi làm toán coi. No, try again. Đi chơi chuyển chơi. 5 cộng 3 bằng bao nhiêu? 5 cộng 3 bằng 8. Đáp án đúng, 8 trừ 2 bằng bao nhiêu? 8 trừ 2, suy nghĩ nha. 6. Dạ, dạ, bấm thử đi. Đúng không? Thì con thử thôi đúng không? Rất đúng. 7 cộng 2 bằng bao nhiêu? 7.